Hà Huy Hà Nội Vlog xin chào các bạn, chào một ngày mới. Đây dốc Hàng Than, Hà Nội, già đá Hà Nội, có chiếc điếu cày đấy ngay đầu dốc Hàng Than, một cây đa các bạn. Bây giờ tôi sẽ xuôi một chút xuống dốc Hàng Than để ghi hình lại cái ngôi nhà số 4 dốc Hàng Than. Đó. Tôi rất yêu cái góc phố. Góc phố Hàng Than các bạn thấy không? Vẫn còn nét hình xưa cũ đấy. Đây, quay sang đây các bạn đấy, nhà số 2 Hàng Than, cửa hàng Văn Gia Truyền, bánh cốm, bánh xù xê đây. Đây ngay đầu dốc rất gấp đúng không em? Dốc Hàng Than đấy, cái mặt dốc. Đây là cái quán bán bún buổi sáng đây. Bánh cốm Nguyên Ninh là nổi tiếng đấy. Cháu có biết bánh cốm Nguyên Ninh là nổi tiếng không? Bánh cốm Nguyên Ninh là gia truyền nổi tiếng đấy. Khi nào cưới ăn hỏi lên đây mua bánh cốm về tát vợ đó. Cháu cũng có nghe qua. Cháu nghe qua chưa? Thế hôm nay là hai chú cháu là đi sẽ đi hiệu sách ở trên Hồ Gươm. Đây để ghi kỹ lại cái ngôi nhà số 4 đây. Thì cũng biết là ngôi nhà số 4 là một cái cửa đất lụm ở dưới đây. Có cái cây bàng nó xiên ngang lên trên. Đầu hè rồi, qua mùa xuân rồi, cây bàng xanh mướt lá. Đây nhà số 4, nhà số 4 là phải xuống này đi, xuống thấp một tí. Ở cạnh, ở đây, đây ngôi nhà số 4 bé tí đây. Nhà số 4 thế nào đấy, lọt vào đây nhỉ? Thì đây là ngôi nhà số 6, đây còn cái ngõ đây. Một căn nhà xưa. Ồ, nếu thấy cái ngôi nhà số 4 này, hình ảnh này thì không có cái tác động gì, còn giữ nguyên cái thời gian xưa cũ đấy. Đấy, giờ tôi nâng góc hình lên để nhìn được cái tán lá vàng và xuống toàn bộ cái không gian, cái mặt sân của ngôi nhà số 4 đầu dốc Hàng Than. Góc nhìn này qua khe thì nhớ nhìn thấy được cái đầu dốc Hàng Than vượt lên trên cái đường D này. Đây chéo chéo là có thể nhìn được. Cái số nhà. À, em ơi cho anh hỏi một chút nhé. Em có phải nhà em gốc ở đây không? Vâng, ở đây ạ. À? Này, có một... Em tên là gì? Thôi hỏi đi. Ừ, thôi rồi. Có một bác đi ở đây từ năm 79, mà bác đi sang bên nước ngoài ấy, thì em bảo bác ở nhà số 4, ở đầu dốc Hàng Than.
bác lại không nói tên. Làm sao biết? Nhưng mà từ năm 79 chứ chắc cái lúc năm đấy anh em đã xin chưa? 79 nó ai đi nước ngoài à? Đấy, chào cô. Cô ơi, cái năm 79 ở đây của mình là có người nào đi nước ngoài nhỉ? Có hai vợ chồng của ông bà đây. Đấy, không nói tên. 79 nhưng mà sau đó đến năm 87 thì các con mới theo bố mẹ định cư nước ngoài cơ. Có, bảo nhà số 4 mà, đấu rất bằng than mà. Đây, giờ hai chú cháu này đi lên trên bờ hồ. Đây, cái dốc này này. Vừa đi. Đường này là đường Yên Phụ nhá. Cứ đèn xanh đèn đỏ dừng lại là được. Ngoan ngoãn. Vừa rồi vừa cười nhà mình ghi hình. Hỏi là tên nhà, tên người không biết, số nhà thì biết, tên người không biết. Đi đâu nước nào không biết. Nhưng bởi vì chúng nghĩ là cái số nhà số 4 thì nó chỉ có bé thôi, chắc chỉ có 1-2 căn hộ thôi. Nói gì chứ? Cái chỗ đấy là quán ăn rồi. Đây điểm thực hiện xe buýt. Đây các bạn thấy không? Cái mùa hè rất yêu như thế. Cái cây hoa phượng. Đấy, trước mặt là cái cầu Long Biên đấy. Đó giờ đi tàu qua cầu Long Biên chưa? Chưa. Chưa. Cháu mới đi qua cái cầu chân cầu Nhật Tân kia đúng không? Ừ, cầu Nhật Tân chưa đi. Chưa. Cứ đi thẳng. Cháu dài đèo đi. Khi nào thì chú cháu mình đi bộ qua cầu Long Biên này hay này. Dạ vâng. Đây đến đây rồi mà cứ đi một đoạn đi. Đi một đoạn đi chậm đến cái chú cho mình nhìn thấy cái ô Quan Trưởng là một trong năm cửa ô của Hà Nội. Gần đến rồi đấy. Đây cái đường Trần Nhật Duật đây, đây một cái ngôi nhà xây 2 tầng từ thời Pháp chưa. Mình đi ghi hình như này có phải ai người ta đồng ý đâu. Đây chậm. Ôi chậm. Đây, ta thấy rồi. Đây. Ô. Trời ơi. Đây, nhìn hình vào trong. Đây nhìn thấy ô Quan Trưởng chưa? Đấy. Đi vào đây luôn nhá. Lần đầu tiên nhìn thấy gì? Đấy ô Quan Trưởng một trong năm cửa ô của Hà Nội. Thôi đi vòng lại. Đây, cái đoạn này là cái đoạn lối rẽ lên cầu Trương Dương nhé. Đó rồi chứ. Đấy, lối rẽ lên cầu Trương Dương và đi thẳng này sẽ là đi vào bờ hồ. Đấy, hôm nay là chủ trọng đi thẳng vào bờ hồ. Đấy, gặp xoay vị trí cột đồng hồ năm xưa đấy. Giờ ai đi thẳng thì cũng đi luôn. Mình cứ đi chậm thôi. Phố này là phố cà phê Lâm, mấy địa điểm. Đấy có cái chữ hàng mắm hàng sùng là phố cổ rồi đấy. Ngõ Nguyễn Hữu Huân thật lạ.
nhìn thấy cái hàng thùng chưa? Còn thấy hàng thùng nó có biết phố cổ chưa? Đã được lên mạng này chưa? Chưa. Chưa. Ờ, chỉ nghe qua. Thế lên Hà Nội được bao lâu rồi? Cháu lên được hơn 2 năm rồi. Thì chủ yếu cứ loanh quanh ở cái mạng ở dưới chỗ Xuân Đỉnh kìa. Xuân Đỉnh canh Hồ Tây. Ở canh Hồ Tây. Thế mấy lần di chuyển nhà trọ rồi? Cháu đi 4-5 lần rồi. Úi, 4-5 lần rồi. Nhưng mà cũng chỉ quanh đấy thôi. Ừ thì là đi 4-5 lần là do mình ghép người vào để mình thuê gì? Cứ có cái lịch khi nào không học không làm báo chú rồi cứ đưa đi. Đi hay chứ nhỉ? Yeah. Mình đi nhiều mình mới biết là Hà Nội nó đẹp như thế nào. Chị cháu thấy Hà Nội đẹp như nào, cháu cảm nhận nào, chứ chỉ nói những cảm nhận ban đầu của cháu về Hà Nội. Đầu tiên cháu đến kiểu Hà Nội nó nhiều tòa cao tầng, nó tráng lệ. Tráng lệ, dùng từ tráng lệ. Tráng lệ. Còn gì nữa? Xe cộ thì đông, nó nhộn nhịp. Cứ chỉ khó đọc là hết, không biết hết. Đây này, cái chỗ bên chéo bên này là ngày xưa là cung thiếu nhi này. Con chú cho học ở đây này, học tiếng Anh ở đây này. Đây, cái này tao nhìn thấy cung thiếu nhi chưa? Chắc trong qua hình ảnh tao nhìn thấy rồi đúng không? Đây cung thiếu nhi này. Đấy. Bây giờ mình đi này ra thẳng hồ luôn chú. Đây gió Hồ Tây mới là gió hồ, à, gió Hồ Gươm mới cả. Gió sông Hồng thổi vào thấy không? Má cổng. Thế còn đây là ngân hàng nhà nước. Đây, tôi giới thiệu cho đây ngân hàng nhà nước Việt Nam này. Ngân hàng quốc gia này. Đã bây giờ có nghe nói Bắc Bộ Phủ chưa? Để chưa nghe. Đây, Bắc Bộ Phủ đây. Có di tích hay gì hết. Hồi cướp chính quyền năm 45. Ở đây đây này. Ăn di tích đấy. Đây đi chậm, đi chậm. Đây, đi lên. Đến cái phố Nguyễn Xí thì chú đó mình rẽ vào gửi xe đấy. Cái ở Hà Nội tráng lệ, cái buồn cười. Đây, đây. Đây, lại quay lại đây rồi. Ô, chung cần ạ. Chú bây giờ phản xạ chậm rồi, bây giờ mày cứ đi nhanh sợ lắm. Rẽ bên này, rẽ bên này. Phố Nguyễn Xí hả chú? Ừ. Rẽ đi, rẽ đi. Đây, gửi xe vào đây. Hôm nay đưa ông cháu đi. Cháu dài đi kiểu sách. Cháu có biết đường này đường gì không? Đường Tràng Tiền. Thế cháu có biết là đường Tràng Tiền là gì không? Tên Tràng Tiền vì sao có? Cháu biết đấy là trên một chỗ kem nổi tiếng. Vì sao mày biết kem? Ngày trước các bé cháu không nghĩ là được đến tận nơi sản xuất đâu. Nói đi, mới đầu bé nghĩ thế nào về kem Tràng Tiền? Cháu chỉ ăn đơn giản bình thường thôi, không nghĩ đến là hôm nay mình đã đặt chân đến đây được. Tại sao nó không nghĩ thế? Thì điều đó nó xa vời ạ, nhưng mà hôm nay lại thành hiện thực rồi. Nhưng mà chú thấy nó vô lý, thì hôm mà tâm sự với chú, cháu tâm sự với chú, cháu bảo rằng là bố mẹ có thể cho cháu đi nước ngoài, cháu không đi. Đấy là... Nước ngoài còn đi được nữa là... Đấy là hướng đi học thôi, còn đây là đi, mình đi trải nghiệm này, đi chơi ấy. Nó lại khác. Đi học cũng là trải nghiệm nhé. Sao không nghĩ đi học này là trải nghiệm? Ý là mình có thể đi nhiều nhưng mà không ngờ là lại đến được chỗ này. Thế chú cháu mình sang làm cái kem đi. Mình cháu sang trước đi, cháu sang trước ghi hình. Ý ơi, quen ông cháu ở cái quán cà phê. Bây giờ cái sinh viên ở tỉnh ngoài về Hà Nội các bạn ạ. Các cháu nó chịu khó lắm. Các cháu này ghép phòng trọ ở với nhau,
đi đi. Nam ơi, thích cái kem nào lấy kem đấy. Đây này, Nam ơi. Đây là cái rừng này, chú cứ tò mò thấy không? Cái trần. Đấy, cái trần nhà là đúng cái trần Pháp ngày xưa. Đây, trần Pháp ngày xưa là họ làm cái uốn lên. Đấy là các cái thanh dây. Kích cấu độc lạ. Đây nhá, không cũ đây, có nhìn thấy các cái thanh dây nhé. Thế xong rồi vòm gạch uốn đấy. Nó tạo nên cái trần nhà này. Đây, cái số này là ngay sát cái số nhà 39. Đấy, cứ đi vào những cái phố cổ Hà Nội này. Đây, số 39 này. Nước ép trái cây này. Đây. Đây, chú nhìn này, chú lại nhớ cái căn nhà ở 107 của Trường Tộ ngày xưa là cũng như thế này. Cái vòm đúng như này. Đây, cũng có nhìn thấy thanh dây thép không? Đấy, thầy Pháp là người ta xây thế đấy. Đấy, người ta xây thế đấy. Đây, cái ngõ này. Đi, tôi bán kem. Kem que thì mới là kem xịn. Đấy, kem que đấy, kem que. Lấy kem que đi. Cô mua một cái đi. Được rồi. Chú ăn không? Ừ. Cho em một que. Đây, từ đây, từ Nam ơi. Kem, đây có những loại gì ạ? Đậu xanh, cacao. Cacao ạ? Để thích cacao. Cho 3 cái đậu xanh. Bao tiền? Đi, chị đóng mình đi. Nam ơi, vừa đi vừa ăn được. Đây này, vào đây là cái kem thằng tiền đấy. Bây giờ đâu vô đấy nè. Ngày xưa là cái chỗ cái hiệu này Nam này là chú hay mua. Đấy, xưa là chỗ buồn cười. Nam nói chú nghe chú buồn cười thật mà. Không ngờ. À, bây giờ Nam đứng đây. Chú ở Nam có nhìn trước phía trước là cái gì Nam có biết không? Đây này, cái cuối đường Tràng Tiền đây. Cháu thấy ở cái tòa 2 tầng kia đúng không? Cái quả là gì biết không? Cháu không biết được. Nhà hát lớn thành phố. Nhà hát lớn Hà Nội à? Ừ. Cháu chưa biết. Cháu chỉ nghe qua thôi. Thế à? Nhà lớn thành phố xây từ năm 1911 đấy. Đây xem để cho chú xem cái kem đi, cho em nhìn cái kem. Đâu nhỉ? Đi trên phố Tràng Tiền mà được ăn kem Tràng Tiền. Còn gì bằng. Người ta buồn cười thật. Đấy. Đi. Nam ơi, vừa đi về hiệu sách đi. Vừa chủ thông minh nhân vào hiệu sách đó. Mình có đi lên cái nhà lớn kia được. Được, sao được. Cháu thích cái nhà lớn à? Đến gần đến nhà lớn đi. Được cái sao, đi. Đi, chú ghi hình cho mày ở trên nhà lớn. Nam thấy không, cứ mỗi một cái mùa, vừa mùa hè là Hà Nội là cái hoa bằng lăng tím, hoa muồng tím nó nở. Hoa muồng tím nữa. Chú đi không biết bao lần nơi này. Đi. Điện Biên Phủ vừa rồi đấy. Đi chơi. Nam ơi, thế cậu ở quê thì có ai nói cho cháu về cái nhà lớn Hà Nội không? Cháu có xem qua video rồi. Tự mình xem nữa. Tự mình xem đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu cái hồi xem video thì nó nói gì về cái nhà lớn đấy thì kể với nghe. Cháu chỉ xem nó review ở ngoài chứ ạ. À, vâng, họ quay ở ngoài. Trẻ. Đây này, rồi cái Hà Nội lại yêu những cái căn nhà cũ này. Rồi nó cải tạo lại cái tuyến phố này rồi. Trả lại cái mặt
mặt tiền nguyên trạng như cái thời Pháp ở trên tầng 2. Đây này cháu nhìn nhá. Cháu có nhìn được cái chữ gì 1928 không? Đấy, cái tòa nhà này là xây từ năm 1928 này. Ngày xưa nhà In báo Nhân dân, cháu nhìn thấy không? Bây giờ là đang xây mới là đúng không chú? Cái này là mới rồi. Không, cái này là họ chỉ họ sơn lại thôi, cải tạo lại mặt ngoài thôi. Thế còn toàn bộ cái tòa nhà này ngày xưa là nhà In báo Nhân dân, cái thời chú còn bé. Mà chính hôm nay chú mới nhìn ra là cái số này là cái số 128 này. Chứ đi nhiều khi mình đi lướt qua mình có để ý đâu. 12 tòa này ở trên biển rồi. Bên đây là 1907 này. Ừ, sao đây cái này là 1907 nhỉ? Ừ đấy. Nối lại với nhau. Không rõ được lý do vì sao. Hay là cả một quá trình. Đấy. Nó có những cái dấu tích ở Hà Nội. Không phải cái gì mình biết đâu. Đúng rồi đấy. Hôm nay cháu phát hiện ra là 1907 cái này, 1908 cái này. Đấy, nhưng bây giờ cái tập đoàn Flamingo là họ thuê đây rồi. Đấy, Flamingo. Có sân gôn Đại Nải ở Đại Nải với Đại Nải ở Vĩnh Phúc là của họ đấy. Đi. Đi trước đi, tao đi trước đi. Đi tiến về cái chỗ. Nhìn chung. Hôm nay bảo hai chú cháu được nghỉ. Cháu được nghỉ cả học lẫn nghỉ nữa. Nghỉ học, nghỉ làm. Dưới 3 giờ chiều phải đi học. Đấy, chú bé này là cũng học đại học giao thông. 50 năm nào học đại học giao thông là khóa bao nhiêu nhỉ? Tôi khóa 63 nữa. Ủa 63. Kém chú 30 mấy khóa. Chú là khóa 2 mấy nhỉ? 25. 3025 là 38 đúng không? 38 năm. Đây hôm chú cũng ghi hình cái ngõ này. Cái ngõ số nhà 20 Tràng Tiền đấy. Nói cháu để ý. Bây giờ là mình đang ở phố cổ nha chú. Chưa, phố này cái trục tuyến phố này là ngày xưa chính là cái tuyến phố đầu tiên theo quy hoạch của người Pháp. Theo quy hoạch giao thông của người Pháp ấy, là cái tuyến trục cái tuyến phố này là cái tuyến phố xây dựng đầu tiên. Cháu hình dung cho xem. Mà là đầu tiên đặt tên là cái ông Bôn Me. Ông Bôn Me hồi đấy là toàn quyền Đông Dương ở Việt Nam, người Pháp. Ông sang Việt Nam năm 1886. Cái quy hoạch cái tuyến phố Hà Nội đầu tiên đấy. Đấy, cái dự án này vẫn đang là trả lại cái mặt tiền cho. Chắc đi nhỉ? Đây còn cái nhà hát lớn thành phố này thì tôi nói rồi này, xây dựng năm hoàn thành năm 1911, có nghĩa là 113 năm nay. Cho thấy cánh cổng kia quen thuộc. Ừ. Đấy, cháu đi ra đây, chú ghi hình cho cháu ghi ra đi trước đi, chú ghi hình cho cháu trong cái không gian của. Phỏng vấn gì? À, vấn cho Hà Nội đấy. Đấy, đi cắt qua đi cắt qua đi, cháu đi cắt qua không gian đấy. Buồn cười. Cháu chụp riêng một tấm hình gửi về cho mẹ cháu xem. Mong muốn chỉ có vậy thôi, các bạn. Tôi là tôi thích chơi với cả các bạn trẻ này. Cứ coi các bạn trẻ như người bạn của mình. Nhiều điều thú vị. Nam ơi, xong ngồi bậc thềm cho nó có vẻ hành khất một chút. Vâng, ngồi bậc thềm đây. Ờ, tí chú chụp cho cái ảnh ngồi bậc thềm. Chạy qua đi.
Có cái hoa muồng vàng, cái hoa muồng tím hay thật. Đây, khách sạn ngồi đi dần. Ngồi cạnh ông Tây ấy, cho nó phủi. Đây, ngồi bên này. Ngồi dưới đây. Ngồi trên này rồi á. Ngồi đây. Ngồi đấy, ngồi phủi vào. Ngồi đúng kiểu phủi. Đấy, cảm nhận gì về Hà Nội, nhìn ra Hà Nội, cảm nhận gì Hà Nội, nói đi. Cứ nghĩ gì nói vậy. Cảm nhận đầu tiên khi cho đến đây là cho thấy cảm giác rất là bồi hồi, kiểu hồi hộp lắm. Không nghĩ là mình được đặt chân đến đây. Lúc mới lên Hà Nội thì cháu chỉ nghĩ là đi quanh quanh mấy chỗ đi học với đi làm thôi, không đi nhiều. Nhưng mà đi với chú thì cháu biết thêm được nhiều cái mới, được đi ở nhiều nơi. Thế cháu có thấy yêu Hà Nội không? Cháu có. Yêu bởi lẽ làm sao? Nghĩ đi. Tuôn ra là nhiều cái mới, nhiều cái thú vị. Mình học được nhiều cái hơn. Nói thế vẫn chung chung, phải nói kỹ. À, kiểu một cái cụ thể đúng không? Hả? Một cái cụ thể đúng không? Ừ. Tốt nhất cụ thể cái cảm nhận ban đầu khi mình cảm thấy có cái sự thay đổi gì khi mình đến Hà Nội không? Về trong nhận thức ấy, trong cách nghĩ ấy. Nó làm thay đổi suy nghĩ của cháu. Tiếp tục nói đi. Nó mở mang đầu óc hơn. Lúc ở quê thì mình không nghĩ được nhiều như vậy. Đấy, cháu không biết nói gì, cảm giác bây giờ nó thế được rồi. Kiểu xúc động. Đúng rồi. Ê, thằng chỉ bố thằng tiền đấy cô. Cháu trai học đại học giao thông, cũng là cùng trường với chú. Vào đại học giao thông năm nay là học năm thứ mấy nhỉ? Năm 2 chú ạ. À, mới năm thứ 2 thì còn 3 năm nữa được ở Hà Nội với chú Nguyên mà. Còn lâu mà chú. À? Cháu vẫn làm ở đây mà, biết đâu cháu vẫn làm ở đây thì sao? Ừ thì tất nhiên là như thế. Ôi thì cho là cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mình học xong đã. Nhưng mà cháu chắc là chú nghĩ là ở làm ở đây thôi. Vâng. Nam ơi, Nam nhìn ngược ở đây là cái chi tiết của cái nhà lớn rất đẹp. Nam đi xem đi, Nam đi tham quan đi. Ta chụp mấy kiểu ảnh. Ừ. Đưa đi xong chú chụp cho. Cái không gian nhà lớn đúng không, nhìn công tử cái không gian nhà lớn nhìn đấy nó thoáng đã. Đây. Cái chi tiết cái tòa nhà vẫn còn cái mái vòm miền Nam này, vẫn còn cái mái vòm thời Pháp ở phía trước. Nó nóng cái cởi áo đấy, thì nóng quá. Ừ, cởi áo ra quát lên vai. Đi phố cổ không? Có chứ. Cháu vẫn muốn xem cái phố cổ nhá. Thì đương nhiên. Cái cảnh cây bông nở lên trên tận ban công. Đẹp thật. Cháu đến Hà Nội cháu bồi hồi lắm. À đây này, ở đây là các bạn trẻ là chụp ảnh dọc cái con phố này đây. Đó. Đấy. Chụp ảnh đâu ở đấy? Xinh như phố Tràng Tiền. Ồ các bạn thấy không? Đây. Nam ơi. Nam. Cháu thấy hay không? Đấy. Cửa hàng sửa đồng hồ nó đơn giản như thế này thôi. Đấy ở Hà Nội đấy. Hay nhỉ? Mình muốn sửa đi mình cứ để ở đây rồi. Không mà. Nhưng cái đấy ý nói là cái đây cái đồng hồ cũ đấy.
Đấy, đi trên phố là chú rất thích những cái chi tiết này. Đây, cái chụp ảnh phố cổ là đầy đủ các cái thiết bị. Để các bạn trẻ ra phố Tràng Tiền rẽ vào coi như cái con ngõ Nguyễn Khắc Cần chụp ảnh. Em ghi hình ở đây này chứ nhờ. Bây giờ về là chú cháu mình đi lên cái có cái hiệu sách chú rất thích, hiệu sách cũ ở trên tầng 2. Đó rồi chưa? Vâng. Xong cháu thích đọc sách thì chọn một cuốn nhé. Chú mua một cuốn sách này. Đây là cái vệt này, là cái vệt phố Tràng Tiền, nó bắt đầu là dự án cải tạo lại mặt tiền rồi này. Cửa Nam đây là gì hả chú nhỉ? Cái gì cơ? Cái cửa Nam này. Cửa Nam là đi thẳng Tràng Tiền này tới cửa Nam. Có nghĩa là từ Tràng Tiền này nối với Tràng Thi sẽ về cửa Nam. Thế những cái cửa Bắc, cửa Nam này nó là cái gì? Cửa Nam này nó nói là cái thành Hà Nội ấy. Chú cháu mình sẽ đi Hoàng Thành đó nhỉ? Đúng không? Nhưng ngồi Hoàng Thành Hà Nội là có cửa Bắc thì là có phố cửa Bắc, cửa Nam có phố cửa Nam, cửa Đông có phố cửa Đông. Còn cửa Tây thì không có tên phố thôi. Đèn xanh rồi đi qua đi. Nào nhé. Nhưng mà cho xem nhiều cái hiệu sách cà phê Lâm là nổi tiếng đó. Ở trên cái phố sách Nguyễn Xí đó. Thế nhưng mà chú cháu mình sẽ vào, tôi đi trước thì vào cái ngõ này, ngõ số 5. Mình đi vào đây luôn. Ờ, chú lên tầng 2 đi. Vì sao lại thích đọc sách tâm linh? Cháu nói đi. Vì sao cháu lại thích đọc sách về tâm linh? Thể loại đấy nó nhiều yếu tố kỳ bí, kỳ lạ. Nó một cuốn hút. Đấy, để cho người xuống mình lên sau. Đọc được nhiều cuốn không? Đọc cũng khá nhiều. Hành trình phương Đông đọc chưa? Cháu chưa. Cháu không đọc sách mà cháu hay đọc trên mạng. Chứ chưa có sách. À, chứ đọc trên mạng à? Vâng. Thế
Tình hình thì... anh ơi, anh đọc hộ cái bà vâng. Cái đấy vào sang hiệu sách đi, hiệu sách để dép ngoài, để dép ngoài rộng đấy. Ơ thế những cái nhà này là riêng hay là chung? Cứ vào xem đi, vào xem. Để cháu vào cháu tìm sách của cháu đi. Ở ngoài có mỗi chú giống mình. Em vào đọc sách chị ạ. Sách về Hà Nội để các bạn nhé. Cái không gian của Hà Nội hay thật. Vừa rồi ghi hình đi trong ngõ này họ không có ghi đâu, có biển là đề là không được quay phim chụp ảnh nội quy này. Đây các bạn nhìn vẫn thấy cái mái ngói, thấy cái mái ngói xưa thì thời Pháp này. Chọn mấy cuốn là mua cuốn này, cuốn gì nữa? Chuyện này cái chết gì báo hận à? Đúng rồi, tâm giờ. Linh thật. Giá là nó đề đấy đúng không? Không sao để cái chỗ cháu cứ chọn để chú lên tầng 2. Còn tầng 2 nữa đấy cháu cứ tầng. Hôm nay dở quá. Đặc sắc là sách. Tầng 2 của nhà sách là không gian yên tĩnh để được tìm chọn sách hoặc dùng đồ ăn uống. Những khách không có nhu cầu không lên. Đấy. Sách xếp thành đống rồi. Bó lại. Hôm nay vào thế nào? Đây, thực đơn của họ đây. Sấu bổ đá 25k đây, rẻ lắm. Trà chanh 15k, trà đào 30, trà vải, trà bí. Đấy, thực đơn của nhà sách báo đấy.
Nam lại thích đọc truyện tâm linh. Thử ghi hình lại cho các bạn nhé. Đây cái viên ngói. Vì kèo này. Nhiều cháu không chọn sách tâm linh lắm. Sáng nay nhắn, tối hôm qua nhắn tin chú ơi, hôm nay cháu rủ chú cháu mình đi chơi đi. Đấy các bạn thấy không? Cứ chơi mình tuổi trẻ là mình có lãi. Làm cho mình trẻ người ra. Hồng lâu mộng. Tôi sẽ tìm những quyển sách viết về Hà Nội xem có. Các ngày nói vậy đây không phải là cái loại cũ lắm đâu. Không phải là cái sách cũ in thời bao cấp đâu. Các ngày để nhìn cái gáy này. Đây nhé, một cái cuốn này nhé, xem là xuất bản. Ô, đây hoàn toàn không phải là, không phải sách của năm, những cái năm thời bao cấp. Đây các bạn trẻ đến đây review lên đây. Cháu sẽ mua cuốn cuốn thế nào để hiểu người phụ nữ. Cô nói như thế thì chưa có người yêu à? Chưa. Chưa đâu. Tại vì phụ nữ thật khó hiểu. Đâu đưa quay lại cho mọi người xem là cháu mua cuốn gì nữa. Là theo chú cuốn này là cuốn giá trị nhất hôm nay mà mày mua. Cho lên tầng 2 đập ngay vào mắt luôn. Thế đâu. Cái thằng bạn mua rồi. Bạn nó bảo nên mua mấy cuốn này để đọc. Nó cũng có một cuốn nhưng mà cuốn khác. Như cũng cái kiểu dạng như này. Vâng. Đồng hay lắm. Hay như nào? Cứ đi viết qua như này. Cái này bạn cho nó bảo là đọc để mình hiểu được nhiều hơn về con gái. Thế à? Vâng. Thời của chú trai rồi đọc. Không gì có cái sách này mà đọc. Không, mình đọc vui rồi chứ cũng không mong đợi gì. Sao lại không mong đợi? Đây cho cháu nhìn xem xuất bản năm bao nhiêu. Hay là những người đi với bọn cháu chú mới biết 2000. Ôi trời ơi, 2000 năm cháu vẫn chưa sinh. Cái này từ thời xưa rồi. Bây giờ thời giờ người ta khác rồi. Nhưng mà nào với những cái cuốn này là hoàn toàn chưa đọc thôi. Còn đây có nhiều yếu tố hay lắm. Vì cháu đọc chuyện này là cháu mới biết bốn cái trấn ở đây mà. À. Cái tứ trấn ấy. Chứ không phải là thông qua đọc Hà Nội mà lại do đọc những cái chuyện. Thì cháu đọc ở đấy cháu mới tìm hiểu thêm. Nhưng hôm đấy là chuyện nào? Cháu kể chú nhé. Hôm đấy từ chấn nhé, cháu gì ngồi đấy. Chuyện nhị trùng thân từ chấn ấy. Chuyện này hay lắm. Nó kiểu chuyện về lịch sử, tâm linh của lịch sử. Nhưng mà lúc đó thì cháu mới biết là Hà Nội là có từ chấn đúng không? Vâng. Thì cái chuyện đấy nội tóm tắt nội dung như nào? Đầu đề là gì? Tên là gì? Tên là nhị trùng thân. Nhị trùng thân. Từ chấn. À, một nhân vật đi bốn đền ấy. Ừ. Để tự giải thoát cho bản thân. Cháu cứ nói nội dung để cho tóm tắt cho nói chung cho chú nhé. Ừ. Có một anh thanh niên ấy. Ừ.
tên chuyện là Nhị Trùng Thân mà có một bản thể xấu bên trong anh ấy. Anh ấy kiểu phải đi bốn đền để rửa sạch cái tâm hồn của mình, để tìm lại chính mình. Hay cái tình tiết nào thì đến cái chỗ bốn đền ấy là kỹ sâu hơn tí, ở một liều lượng nhất định ấy. Đền đầu tiên là đến đền Kim Liên. Đền Kim Liên. Vâng. Sau đấy là đến Quan Thánh. Quan Thánh. Đền Voi Phục. Cuối cùng là đền Bạch Mã. Đi bốn đền đấy. Nhưng mỗi một đền là rửa một tội à? Lỗi hay gì nào? Dạ vâng. Thế trong... làm nhiệm vụ đấy. Thế đền Bạch Mã rửa tội gì? Cháu lâu rồi cháu cũng không nhớ. Nhưng mà đền Voi Phục là có một con voi to. Đúng rồi. Voi. Đền Kim Liên thì nó bé, nó không to. Đúng rồi. Hai cái kia cháu không nhớ rõ. Cái đền Bạch Mã cũng bé. Lớn nhất là cái đền Quan Thánh. Đền Quan Thánh. Đền Quan Thánh xong đền Văn Phục. Cái hôm đấy. Khi nào chú cháu mình đi? Cái hôm cháu đi quay là chú cháu phải dừng lại cái đền Quan Thánh cho xem một lúc. À dạ. Cháu nó chuẩn bị nó làm cái phương án cải tạo đấy. Vâng. Chú đi nhỉ? Khi nào chú cháu mình vào? Tuần sau rồi đi vào. Gần là chú luôn. Bây giờ đi bộ cũng được. Từ gần đâu rồi đấy. Đi bộ. Hay các bạn xem đấy. Để chú ảnh đấy. Ai à, thế. Thông qua cái Nhị Trung Thân mới biết được là Hà Nội có bốn đền. Để sau cứ như thế này là sau là cháu cứ vào thôi. Đấy vậy chứ. Nhưng mà cháu có thích không gian này không? Có. Cháu cảm nhận không gian này như thế nào? Nó yên tĩnh. Nó không ở ngoài đường, nó cách biệt luôn. Mình đến đây đọc sách là miễn phí hết đúng không? Tất nhiên là phải uống cho họ cốc trà nhỉ. Làm sao miễn phí được, mua sách mua xếp thì đã đây nhỉ. Đi ra, đi chưa? Đó thì đi chưa? Để ra thầy ăn tiền, thầy ăn tiền đi. Đây đây đây, cái của chú thầy ăn tiền đi. Đi. Đi rồi, thanh toán tiền. Đây là nhân văn ủng hộ trẻ em xã Xin Cái, Hà Giang xây cầu bị thiệt mạng. Số điện thoại ôi hay nhỉ. Này lũ có cả hòm từ thiện đây này, có 10.000 đâu, đưa chú 10.000 để trong ví của chú ấy. Có 10.000 đây. 10.000. Có đây. Đây. À sao? Đi. Các thầy nhắn tiền đi. Xong rồi ghi cái hình ở ngoài nữa là xong. Đây dành cho bác này, của bác này. Lần đầu tiên đến mới biết Hà Nội đấy. Ngoan cực kỳ. Đính cũng lâu rồi mà chưa. Vừa rồi đưa nhà hát lớn rồi cháu không nghĩ cháu được đứng ở nhà hát lớn. Anh được đi ạ. Vâng. Bác phải còn dùng kính lúp bác soi giá để biết rồi. Không nhìn rõ chữ đâu anh ạ. À thế. Vâng. Đây sau là cháu cứ vào đây nhé. Không gian này yên tĩnh. Này chị ơi, sao chỗ này lúc em vào họ lại không cho quay phim chụp ảnh cả gì? Ở ngoài rồi. Hả? Vâng, ở ngoài không cho quay rồi. À. Nhiều bạn quay lén. Nằm ồn quá, cấm đâu vậy ạ? À, ra là ồn thôi chứ. Hay, cảnh này mình cũng... Cái nhà này đẹp. Cực kỳ hay. Nhìn từ cửa sổ ra này, phía sau lưng này là Tràng Tiền này. Đường Tràng Tiền. Ừ, sau lưng. Đây, chúng nhìn đến đúng cái vòi nước các bạn ơi. Cái vòi nước xưa này.
chú ghi hình rồi. Tí nó ra ghi lại lần nữa con mèo phải không? Đúng không? 128. Đây lấy tiền gửi cho anh ấy. Thêm quyền anh nữa. Từ 500 ngàn. Lên đây Nam ơi, hôm trước lên đây chú có nhìn thấy có con sóc không? Hôm nay mà bắt gặp được con sóc thì tốt. Đấy, mặt trời đừng bóng rồi các bạn, đúng 12, khoảng 12 là chưa. Để hôm sau. Đây chú vào cái hình ở đây đi. Nào không biết là ngày xưa cái vòi đồng này là chú thích không? Nam ơi, sau lưng này là phố Trang Tiền đấy. Đây em ơi. Được. Nhà vệ sinh ở đâu quần? Xem có quên cái gì không? Không. Đi lên này. Bây giờ trèo lên cái tầng 2 trên này là chú trọng mình trèo lên. Ừ. Khám phá đi nhỉ. À Nam ơi, ngồi đây chú quay một cái hình ngồi đây này. Chú ghi cái hình này của mày đây. Đưa mẹ cái chú chụp đi. Ngồi chỗ này mới độc đáo này. Về gửi cho mẹ. Mẹ bảo là ở đâu? Con ở Algeria. Chú chụp cho kiểu. Ừ đây chú chụp cho. Vừa ghi vừa chụp, chụp chỗ này đẹp nhé. Quay ngang máy nhá. Ừ chú chụp. Nhìn màn hình, nhìn vào chú ấy, mày có thích nhìn vào chú không? Chú ngang máy này, đẹp đấy. Nhìn dưới màn hình nhá. Đẹp đấy. Nam ơi đi lên đi. Đi lên đi, đi lên trên này mà thấy bất ngờ đấy. Cháu đi lên trên đi. Đấy. Đi đi lên đi. Cháu thấy không gian Hà Nội một người. Chú rất bất ngờ với không gian này. Cao. Nhà riêng người ta đấy. Đứng ngoài này thôi. Cầm túi sách. Các bạn thấy không? Cái đường thoát nước bằng mắt ra này. Mắt ngang ra này, cái đường thoát nước thải. Thoát nước điều hòa. Hay nhỉ?
Này, vẫn còn cái chùm nước này. Để vào cái thùng phi này. Cái hình ảnh này đúng là cái hình ảnh gợi nhớ này, cái thời bao cấp. Lấy thùng phi chứa nước. Đi nào vậy, về đi. Cháu đi xuống đi, chú ghi hình cháu đi xuống cho nó bất ngờ. Nam cảm nhận đây nào. Cầu thang này nó dốc quá chỗ. Các bạn thấy rêu phòng chưa? Tôi yêu những khoảng không gian này lắm. Một không gian tĩnh lặng trong lòng Hà Nội, sát với Hồ Gươm các bạn. Ôi, hai chú cháu thôi sẽ dừng hình ở đây, sẽ chọn một hình. Đi Nam ơi. Cháu đứng chỗ này là nhà sinh máu, nó dừng hình ở đây. Đấy, dừng hình đấy, đứng đấy, đứng đấy. Nam ơi, nói chút cảm nhận ngày hôm nay đi. Không dừng hình thôi. Đi vào rất vui. Thứ nhất là được đi vào khu phố Tràng Tiền này. Được đi nhà hát lớn. Và được vào một hiệu sách rất yên tĩnh. Một không gian phù hợp để mình đọc sách. Ừ, tốt rồi. Ôi, cháu chào các bạn đi. Hẹn gặp lại nhé. Sau chú cháu mình sẽ lập cái vlog này nhá. Xin chào tất cả các bạn vào vlog sau. Rồi, đấy. Đi. Đây, tôi sẽ dừng mình. Đây là dừng mình để chú tìm được mình. Đây, tôi sẽ dừng mình như thế này. Đình lễ.